Chào mừng bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn món lòng heo khìa nước dừa của mẹ chồng mình. Một món ăn ngon, đơn giản, dễ làm. Tuy nhiên là lâu ở cái khâu mà chúng ta làm lòng heo á các bạn. Món này thì chúng ta dùng lòng già của heo nha các bạn. Nguyên liệu để làm món này thì cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Đầu tiên là phải có lòng heo. Lòng heo thì sử dụng lòng già. Đây, cha chồng mình đã lột lòng heo và xử lý cái ruột bên trong lòng heo rồi. Thì khi mà lòng heo các bạn mua về thì các bạn ngâm muối. Ngâm muối xong thì chúng ta lột cái ruột ra. Lột ruột ra thì bạn coi bên trong có những cái dơ bẩn màu đen á. Các bạn lấy đi. Và mỡ nếu mà nhiều á thì chúng ta cũng lột bớt đi nha các bạn. Nhiều quá thì ăn sẽ bị ngán. Nhưng mà lòng heo già này thì cũng nên để một ít mỡ thì ăn nó sẽ ngon hơn, nó không bị khô. Và bây giờ là cha chồng mình đang rửa phần bên ngoài của lòng heo nha các bạn. Thì cha mình dùng cái lá chuối vỏ nát này, lá chuối với lại muối thì rửa nó sẽ sạch cái lòng heo. Vì lá chuối có tính chát đó các bạn. Các bạn dùng lá chuối vậy nè, lá chuối với muối bóp trà sát càng nhiều càng tốt để cho cái hạt muối nó len lỏi vào cái lòng heo của chúng ta cho nó sạch nha các bạn, cho khỏi còn mùi hôi nha các bạn. Trà xong rồi các bạn xả nước xong lại trà lại, làm đi làm lại như vậy 5-6 lần vậy đó các bạn cho nó sạch. Đây các bạn, sau 5-6 lần trà lòng heo thì lòng heo của mình đã được rồi nè. Bây giờ là cha mình sẽ đi khều nước mắm nha các bạn, để cho cái lòng heo nó mất cái mùi lòng heo đi, để nó thơm hơn. Đây, chúng ta bỏ lòng heo lên chảo này và thêm 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Chúng ta đảo đều và cho tới khi mà lòng heo săn lại sẽ đem đi rửa lần nữa nha các bạn. Đây, lòng heo săn lại rồi nè các bạn. Chúng ta khều nước mắm như vậy thì lòng heo rất là thơm và không còn mùi hôi nha các bạn. Bây giờ sẽ đi rửa lại lần nữa. Lòng heo lúc này là rất là sạch rồi nên là chúng ta chỉ cần rửa lấy 1-2 lần nữa là được nha các bạn. Cái cách rửa này thì rất là sạch luôn nha các bạn. Không còn mùi lòng heo, không còn mùi hôi gì luôn. Bây giờ lòng heo đã rửa rất là sạch rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ướp nha. Trước tiên ướp thì cắt khúc lòng heo ra nha các bạn. Cắt khúc cũng vừa phải, cỡ hơn một gang tay, để cho khi khìa thì nó sẽ ngon hơn, với lại nó không có bị teo lại nhiều nha các bạn. Tỏi thì mẹ mình đâm nhỏ tỏi để cho ướp cho nó ngấm vào lòng heo nha các bạn. Cái khâu ướp thì mình quên quay video rồi nên là mình có để trên màn hình đây các bạn xem nha. Trước tiên thì mẹ mình xào cho săn cái lòng heo lại trước đã. Chúng ta dùng một ít dầu thôi, tại là mỡ trong lòng heo nhiều á, tới khi mà nấu lên thì nó sẽ ra rất là nhiều mỡ nha các bạn. Lòng heo thì mình mua 3 ký nha các bạn, nhưng mà khi mà rửa lấy bớt cái mỡ bên trong của lòng heo đi á, với lại khều lên rồi á, khều nước mắm rồi á, thì bây giờ chắc còn hơn 1 ký à. Nguyên liệu để ướp thì đơn giản thôi các bạn. Chỉ cần tỏi, một củ tỏi tầm 10 ánh tỏi các bạn, 10 cái tép nhỏ nhỏ, và một muỗng canh bột ngọt, một muỗng canh đường. Sau đó trộn đều hoặc là bóp đều nha các bạn. Và quan trọng nhất là phải có dừa. Dừa thì mình dùng 1 chén rưỡi, vì dừa nhà mình chế to. Khi mà xào săn lòng heo rồi thì mẹ mình đổ nước dừa vào nha các bạn. Nước dừa thì nói chung là chế to chế nhỏ không quan trọng, mà quan trọng các bạn đổ xăm sắp cái lòng heo vậy nè các bạn, để cho cái thời gian mà mình khìa các bạn thì lòng heo sẽ được mềm và ngon hơn nha các bạn. Sẽ ngấm nước dừa. Lúc đầu thì không có cần đảo nhiều đâu nha các bạn, lâu lâu đảo thôi. Còn tới khi mà nó sệt sệt lại vậy rồi nè, các bạn phải đảo thường xuyên, canh đảo thường xuyên không có bị cháy nha các bạn. Cái dầu ở trong mỡ của lòng heo nó ra rất là nhiều nên là chúng ta sẽ múc bớt đi nha các bạn. Lúc đầu thì chúng ta khìa với lửa lớn. Khi mà lòng heo sệt sệt lại rồi gần cạn nước á, thì chúng ta hạ lửa nha các bạn, để cho tránh bị cháy. Lòng heo của chúng ta sắp được rồi nè các bạn. Bây giờ là phải đảo liền tay nha các bạn. Lòng heo của chúng ta bây giờ là cũng đã rất là mềm, với lại chín lắm rồi nha các bạn.
lòng heo thìa nước dừa kiểu này thì lòng thì cũng không có phải là dai nữa mà, nhưng mà nó cũng không phải là mềm dục ra đâu nha các bạn, mà nó cũng mềm mềm vừa ăn á, nên rất là ngon. Bây giờ lòng heo của chúng ta chín rồi nè các bạn, và sẽ gấp ra, tới lúc là chúng ta cắt ra thành miếng nhỏ để ăn nha các bạn. Nhìn ngon hấp dẫn quá các bạn ha. Bây giờ chồng mình sẽ cắt từng miếng ra, cắt thành từng miếng vừa ăn nha các bạn. Món này các bạn có thể ăn cơm, ăn với bánh mì hoặc là bún, rau sống. Ai mà thích nhậu thì làm vài xị rượu, nhậu lay dai rất là ngon luôn. Thôi, video của mình hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và hãy ủng hộ gia đình mình bằng cách đăng ký kênh mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.